Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Dàn sao Việt đi chùa cầu siêu cho nghệ sĩ Anh Vũ và Mai Phương. Mọi người đã dành những ngày cuối tuần để đến chùa thực hiện các nghi thức cầu nguyện cho đồng nghiệp được yên nghỉ khoảng một năm trở lại đây. Showbiz Việt đón nhận rất nhiều tin buồn khi các nghệ sĩ hay cả thành viên trong ekip lần lượt qua đời. Theo đó, Anh Vũ ra đi đột ngột trong chuyến lưu diễn ở Mỹ cách đây khoảng một năm trước, đến lượt Mai Phương qua đời vì căn bệnh nặng về phổi. Họ là nỗi mất mát lớn đối với các đồng nghiệp. Dàn nghệ sĩ cầu nguyện cho Anh Vũ và Mai Phương mới đây nhất trên trang cá nhân của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã chia sẻ khá nhiều khung ảnh về hoạt động cùng nhau đi đến chùa đọc kinh, cầu siêu theo nghi thức dành cho các đồng nghiệp đã qua đời. Cuộc tâm sự hôm nay lễ cầu siêu cho nghệ nhân ẩm thực Thành Giao, nghệ sĩ Anh Vũ và diễn viên Mai Phương tại chùa Hưng Phước, quận 3. Ngoài Trịnh Kim Chi, còn có nghệ sĩ Minh Nhí, Minh Luân, Hòa Hiệp, v.v. cũng đến thực hiện buổi lễ này. Họ vốn dĩ đều là đồng nghiệp thân thiết từ công việc đến đời thường của Anh Vũ và Mai Phương. Vì thế, trong các ngày nghỉ lễ, họ đều dành thời gian đến chùa theo điều lành. Minh Nhí và Trịnh Kim Chi cùng chọn pháp phục kín đáo, trang phục phù hợp với địa điểm. Trịnh Kim Chi đưa cả con gái cùng đi làm lễ. Cô bé còn nhỏ tuổi nhưng đã ngồi ngay ngắn và nghiêm túc cầu nguyện. Minh Luân bao năm qua hoạt động chung sân khấu và nhiều tình cảm cho Anh Vũ. Hòa Hiệp là một đồng nghiệp rất thân thiết với cố nghệ sĩ Mai Phương. Anh cũng là người đến thăm cô vào những ngày cuối đời. Mọi người dâng hoa theo đúng nghi lễ. Họ luôn nhớ đến ngày để thực hiện các nghi thức, mong người ra đi được an nghỉ. Mai Phương và câu chuyện ồn ào của người ở lại. Nữ diễn viên qua đời ở một nỗi đau, mất mát lớn khiến khán giả ai cũng thương xót. Tuy nhiên, câu chuyện người ở lại kiện tụng quyền nuôi dưỡng Bella Vy lại khiến công chúng nghẹn ngào hơn. Hiện tại những mâu thuẫn giữa ông bà ngoại nhóc Tì, Phùng Ngọc Huy, các cô bảo mẫu vẫn chưa dừng lại mà còn có cả sự can thiệp từ phía luật sư, cơ quan chức năng. Bà ngoại nhất định đòi nuôi cháu trong thời gian này và nhiều lần đến nhà riêng của cô bảo mẫu, gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Trong khi đó, Phùng Ngọc Huy xác nhận Minh tạm thời ủy quyền cho hai cô bảo mẫu trong thời gian anh chưa thể về Việt Nam và mong con gái được sống an toàn. Đến hiện tại, khán giả chưa thấy gia đình Mai Phương chia sẻ về các thủ tục cầu nguyện cho con gái. Tuy nhiên, từ phía mẹ Phùng Ngọc Huy và các đồng nghiệp đều nhớ ngày và thường xuyên thực hiện nghi lễ. Điều này phần nào chứng minh được tình cảm họ dành cho người ra đi và cách ứng xử của các nghệ sĩ quá cố phải như thế nào thì người ở lại trong mọi hoàn cảnh đều nhớ đến. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.